Rồi coi chân tiếng xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu câu nha anh em. Thì hôm nay em giới thiệu cả anh em một số kỳ cần. Ở đây nó sẽ có đủ thể loại câu cho anh em luôn, từ lua, iso, lăn xê, lục, bạc vào biển, đủ thể loại cho anh em luôn nha. Đó. Thì anh em nào mua thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là nhắn tin vào Zalo cho em chốt đơn. Đó, anh em cứ nhắn thông tin địa chỉ, mã cần câu. Em thấy em ok trả lời là em sẽ chốt đơn cho anh em. Đó. Có khi anh em gọi em bận việc em không bắt máy được thì anh em cứ nhắn thông tin địa chỉ mã cần câu, nếu mà còn em sẽ nói em sẽ báo cho anh em ok. Đó, em chốt đơn thì em sẽ gửi cho anh em nha. Phí cước toàn quốc là 30.000 anh em. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Rồi, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên nha. Cây này cây cần lua phíp anh em. Lua phíp khoan hãng bách hãng, chất liệu cần là phíp nha. Cây này dài của cần là 1m8 anh em. Độ cứng ML. Dài 1m8, độ cứng ML, khoan hãng bách hãng anh em ạ. Khoan hãng bách hãng nha. Cái này mã cho anh em 114, nặng 112 gram, ngọn 2.4, gốc 12 nè. 114 này bán cho anh em 200 ngàn nha. Để em bật cái đèn lên cho nó sáng tối quá. Rồi, tới mã tiếp theo là mã cây này là mã 115 nha anh em. 115. Cây này cần súp anh em à, hãng Pata Fitin nha, Made in Korea. Độ cứng 27 39 nha, chất liệu cần là carbon. Khoan bát Fuji. Độ cứng 27 39. Cần này rất là đẹp anh em, cần đẹp lắm, mới. Cần mới tinh. Này nó bung keo thôi, dán lại được nha. Rồi cái này mã cho anh em 115, nặng 355 gram, ngọn 2 đi 4, gấp 24,6. 115 này bán cho anh em 900 ngàn nha. 900. Rồi bán cho anh em 800. Cây này nó là cây dòng đời mới nè, chứ không phải đời cổ nha, cây dòng đời cao. Rồi 800 bán thanh lý cho anh em. 115 này bán cho anh em 800 ngàn. Cái 116 này cây cần cắm gốc anh em. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này chưa vệ sinh thì nó hơi cũ cũ một tí nè mà. Cây này dài 2m1, độ cứng M nha. Lực của nó 12 đến 30 lb. Lua của nó là 1 đến 6 oz anh em. 1 oz là 28 gram. Anh em lấy 28 nhân lên cho 6 là ra cái thông số lua nha. Lua vít nha. Cây này chỉ đánh vít anh em. Máy ngang. Cây này máy ngang cho anh em. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon. Cái cán này thì nó chưa vệ sinh, nó hơi cũ. Anh em về chùi xà bông nó sạch lại thôi. Cái này mã 116 nha. Nặng 291 gram, ngọn 2 ly rưỡi, góc 8,3. 116 này bán 1 triệu 2 giảm còn 1 triệu thôi. 116 này bán cho anh em 1 triệu 2 giảm còn 1 triệu thôi. Tới 117 này cây cần lua mới đứng nha. Khoan Fuji bát hãng nè. Khoan Fuji bát hãng, chất liệu cần là carbon. Cái này dài 1m8, độ cứng ML. Made in Korea nha. Cái này lua nó 2 đến 28 gram. Lực là 6 đến 14 lb nè. Đó, chất liệu cần là carbon. Cán gỗ bần nha. Cái này mã 117. Nặng 119 gram, ngọn 1 đi 8, góc 7,8 nè. 117 này giá 450. Giảm cho anh em còn 400 thôi. Cái này đánh lua được nè, câu lóc được nè. Lua lóc được nè. Đó, câu cá hanh, cá cháp, cá giò, cá nâu ok luôn. Câu bè cũng được luôn nha anh em. Cái này câu bè cũng ngon luôn. Đó rồi, 117 giá 400 ngàn. Tới 118 là cần rút mini anh em. Rút mini nha, cái này mini carbon dài 1m65 thôi. Khoan Fuji, bát nó là bát bát inox. Khoan Fuji bát inox. Thu gọn cái này nó là 20 40 41 sen, 42 sen thôi. Đầu cứng cái này tương đương 20, 20 1m65 nha. Đây. Cái này anh em bỏ ba lô đi câu ngon. Độ cứng 20 vào 1m65. Chất liệu cần là carbon. Cái này mã cho em 118. Nặng 97 gram, ngọn 1 thì 9, góc 10,9 anh em. 118 này giá 400 ngàn. 118 giá 400 ngàn. Rồi tới 119 này cái cần súp anh em. Súp nha, cây này thì nó dán cái đít anh em, nhìn dán cái thô mỏng ra nha. Nó lấy cái ống nước nó dán đít lại bên tụ Nhật nó chơi á. Khoan bát Fuji là cho anh em xem lại nè. Thấy chưa, nói chung là bình thường, câu kéo bình thường.
dài 4,2 m, khoang bát Fuji. Cái nắp đít đó anh em không thích thì có thể nói em. Em sẽ khò khò lửa em lấy nó ra rồi em thay nắp đít khác cho anh em thôi. Cái đít này chắc có đít thay nè. Anh em không không thích thì có thể nói em khò lửa nó ra em thay cái nắp đít có đầu vặn luôn ra cho anh em nha. Đó dễ nha anh em. Đây ok đẹp quá. Chất lượng cần còn mới tinh à, nhưng cái góc nó hơi chạy. Cái góc em hơi chạy. Cái mã 119 nha. Nặng 400 g, ngọn 2D2, góc 26,24,6. Mã 119 này giá cho anh em 650 thôi. Mã 119 này bán cho anh em 650, 650.000. Và tới mã 120 nè. 120 cây này cây cần súp anh em, cán nó hơi chạy. Súp câu lục, câu bạc vào biển nha, câu lăn xê, câu sông, câu hồ được hết. Khoang bass Fuji dài 3,9 m, chất liệu cần là carbon. Đây, khoang bass Fuji dài 3,9 m, chất liệu cần là carbon nha. Này có chày. Đầu cứng cái này tương đương là này bị dính keo. Cây đầu cứng tương đương khoảng 25 anh em, con này bung keo. Cứng 25 nha. Cứng 25 3,9 m. Ngoại hình chày. Nói chung cây này chày cũng còn đẹp khoảng 80%. Cây này mã cho anh em 120 nè, nặng 357 g, ngọn 2D9, góc 22,8. 120 này giá 500 thôi. 120 này bán cho anh em 500k nha anh em, 500.000 thôi. Tới 121 là cần súp nè. Cây này dài 4,5 m nè, cây này ngoại hình chày cũng nhiều anh em. Chất liệu cần là carbon, hãng Delusi. Khoang bass Fuji nha, hãng Ryobi anh em, hãng Ryobi. Khoang Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon, cần đẹp lắm, mới. Mới tình. Cần đẹp nha. Nói chung mấy cái lóng trong còn khá ok nhưng mà chạy nha, còn đẹp khoảng 70%, 75% thôi. Đẹp khoảng 70, 75% thôi. Cái này mã cho nên 121 nha, nặng 578 g, ngọn 2D2, góc 28,5. 121 này bán cho anh em 420.000. Mã 121 bán cho anh em 420.000. Và tới mã 122 anh em, cây này cây cần súp nè. Cây này Rồi Fighter súp, độ cứng 34,5 m nha. Đó, độ cứng 34,5 m. Khoang Fuji, bass Fuji. Đây. Khoang bass Fuji, chất liệu cần là carbon. Cây này nó mới lắm nè. Cây này nó đẹp khoảng 90% ăn lên luôn. Đẹp khoảng 90% ăn lên nha. Cần khá đẹp á. Đẹp khoảng 90% ăn lên. Đó rồi. Cái này mã cho anh em là 122. Nặng 524 g. 524 g, ngọn 2D6, góc 27,4. 122 giá 1,2 triệu nha anh em. 122 này bán cho anh em 1,2 triệu. Cây đẹp lắm á, mới tinh nè. Nắp tích mở được anh em. Nắp tích mở ngon lành luôn. Rồi tới 123 này, cái cần lua anh em. Lua máy đứng nha, khoang Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon. Khoang bass Fuji dài 1m8, hãng ABI Spencer Made in Korea, lực 8 đến 15 lb, lua tầm khoảng 6 đến 17 g thôi. Khoang bass Fuji. Chất liệu cần là carbon. Đây, khoang bass Fuji chất liệu cần là carbon nha. Cái này mã 123, nặng 92 g, ngọn 2D2, góc 8 ly. Mã 123 này giá 450, giảm cho anh em còn 400 thôi. 123 giá 400 anh em, 400.000. Tới mã 124, cây này cây lua mới đứng nè, khoang bass Fuji nè. Chất liệu cần là carbon, cây này hãng Olympic nha. Dài 1,8 m, độ cứng ML. Cây lua tầm khoảng 14 g ở đầu thôi. Cây lua tầm khoảng 14 g ở đầu thôi. Cần đẹp lắm, mới. Cây còn mới tinh nè. Cây này mã cho anh em 124, nặng 108 g, ngọn 1D8, góc 9,5. 124 giá 400 luôn, 124 này bán cho anh em 400 luôn. Tới 125 này cây cần lua máy ngang anh em, lua máy ngang, khoang Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon, dài 1,8 m, độ cứng ML. Lua cây này tầm khoảng 10 18 g ở đầu anh em,
lùa máy ngang nó thường cứng hơn lùa máy đứng nè. Cày lùa 18 gram quay đầu. Này, chất liệu cần là carbon nha, cần đẹp lắm. Cây này mới tinh là carbon 2, carbon sắn nè, carbon sắn. Đây. Cây này đánh máy ngang cho anh em lùa lóc nha, lùa lóc. Cây này mã 125. Nặng 169 gram, ngọn 2 đi 3, góc 9,8. 125 giá 400 nghìn. 125 giá 400 nghìn. Tên 126 này, cây này cây cần lùa máy đứng nha, khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon nè, khoan bát Fuji. Cây này made in Korea, dài 1m8 thôi. Lùa của nó là 7 đến 21 gram, lực của nó là 8 đến 20 lb. Đây, khoan Fuji, bát Fuji, chất liệu cần là carbon. Cần đẹp lắm, mới. Cái này mã cho em 126 nha. Nặng 116 gram, ngọn 2 đi 2, góc 7,8. 126 này bán cho anh em 400. 126 này bán cho anh em 400 ngàn. 400 ngàn nha. Rồi tới 127 là lua máy đứng nè. Khoan Fuji bát hãng nè. Khoan Fuji bát hãng. Chất liệu cần là carbon nha. Chất liệu cần là carbon. Khoan Fuji bát hãng. Cây này hãng Itkin nè. Itkin Spin. Dài 1m8 nha. Độ cứng ML. Lua của nó 2 đến 18 gram, lực là 4 đến 12 lb, made in Korea nè. Đây, khoan Fuji, bát nó là bát hãng. Khoan Fuji bát hãng anh em à. Cái này mã cho anh em 127 nha. Nặng 107 gram, ngọn 1 ly 4, góc 8 ly. 127 này bán cho anh em 400. 127 giá 400, 400 nghìn. Cái 128 này kia gần lăng xê nè. Câu lăng xê cái này cặp khoan bát, khoan Fuji bát hãng, bát SSM nha. Khoan Fuji. Cái đầu cứng 50 2m1 nè. Độ cứng 52m1, chất liệu cần là carbon, cây này hãng SSM, Epicon 52m1. Đây, tổng thể đây, cần đẹp lắm, nó mới tinh nè. Cây này dành cho anh em câu bè. Cây này câu bè ngon. 21 đánh bè đánh re ngon nha. Cây này là mã 128, nặng 320g. Ngọn 2 đi 6, góc 13. 128 này giá 700, 800 còn 700. 128 này giá 800 còn 700 anh em, 800 còn 700. Đến 129 nha. 129. Cây này cây cần GFX dài 7m1 nè. Khoan Fuji, bát Fuji. Khoan Fuji xích luôn anh em. Đó, khoan Fuji xích luôn. 7m1 cây này hả? Cây này cây cần tay chở máy nè. Cần tay chở máy thì anh em thường ở Việt Nam thường gọi cần tay chở máy nè, còn nếu bên Nhật nó vẫn gọi Aikada nha, nhưng mà là cần dài. Aikada cần dài. Đó, chất liệu cần là carbon. Cần đẹp lắm, cây này nó mới tinh luôn. Nói chung mấy cây này anh em về miễn phải chơi à. Xuất sắc lắm nè. Xuất sắc. Cần xuất sắc. Cái này mã cho anh em 129 nha. Ở công nghệ GFX của thằng Ryobi á anh em, cái này hãng Ryobi nha. Đây cái phôi đẹp lắm nè. Đúng không? Phôi đẹp lắm. Phôi nó anh em nhìn thấy ghê lắm. Đây. Cái phôi này phôi chủ lực của thằng Ryobi thời cổ á anh em. Tại mỗi thằng hãng nó có một cái chất lượng phôi khác nhau. Đó, thì cái cây này phôi này GFX này của thằng Ryobi nó rất là nổi tiếng của Ryobi. Cái này mã 129 là nặng 368 gram, ngọn 1 ly 2, góc 25,4. 129 này giá 1,5 triệu, giảm cho anh em còn 1,4 triệu thôi. 129 này giá 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu. Tới 130, cây này cây cần súp dài 4,5 m. Súp dài 4,5 m, khoan bát Fuji. Khoan bát Fuji nha. Chất liệu cần là carbon, độ cứng cây này 25 thôi. 25 4,5 m. Ồ cần đẹp quá nè, mới tinh à. Cứng 25 4,5 m, cây đẹp lắm. Cần mới chát à. Đây.
Cây mã 130 nha, nặng 605 gram, ngọn 2 ly 2, gốc 28. Mã 130 giá 800, giảm còn 700 thôi. Mã 130 giá 800 còn 700 thôi, 700 ngàn. Cây thứ mã 131, cây này cây cần súp, cần ISO nè, ISO khoan nhỏ nha, độ cứng 2m7. Made in Indo nè mà. Cây này hãng Shimano. Khoan bass Fuji hãng Shimano nha. Đây. Hãng Shimano khoan bass Fuji nè. Chất liệu cần là carbon. Cần mới quá nè, mới tinh. Cần mới chát à. Cái này mã 131. Nặng 89 gram, ngọn 0.9, gốc 10 ly 8 nha. 131 này bán cho anh em 650, giảm còn 600 thôi. Mã 131 này bán cho anh em 600 ngàn nha, 600k. 131 giá 600 ngàn. Cái 132, cây này cây cần rút anh em. Chất liệu cây này nó là bằng, không biết còn nhiều luôn. Cây này nó bằng carbon anh em. Carbon pha nha, cây này carbon pha. Khoan hãng, bách hãng. Cây này mất nắp đít anh em. Cây này bị mất nắp đít. Carbon pha, cây này dài 1m8 thôi. Cây này đánh lua được, câu bè được, đánh hơi chi được anh em. Nó câu lua, câu hơi chi được, thoải mái. Chất liệu cán là cây này nó carbon pha nha. Carbon pha cây này ok lắm nè. Ngọn cũng cứng nè. Cây này bán cho anh em 200 thôi. Cây này 132 nè. Cây nó có 2 lóng, 2 khúc. Mã 132. Nặng 94 gram, ngọn 1 ly 9, góc 9,3 ly. Mã 132 giá 200. 132 giá 200. Tới 133 cây cần súp nè. Súp dài 4m5. Chất liệu cần là carbon nha. Khoan Fuji, bass Fuji. Ở khoan bass Fuji, chất liệu cán là carbon. Đầu cứng cây này tương đương là, cây này cứng tương đương của nó là 27 nè. Cây này cứng 27 nha. Cây này cứng 27. Ngoại hình còn rất là đẹp nè. Mới. Cây này nó nãy dính keo dơ nè, về chùi đó. Có tem Nhật. Cây này nó hàng Korea xuất Nhật anh em, Made in Korea nè, Korea xuất Nhật. Cây này mã cho anh em 133 nè, nặng 500 gram, ngọn 2 ly 2, góc 25,6. Mã 133 này giá 800, giảm còn 700 thôi. Mã 133 giá 800. Giảm cho anh em còn 700 ngàn thôi, 700k. Rồi tới mã 134 là cây này cây cần cán giọt anh em. Cán này nó bằng carbon. Dài 5m4 thôi. Chất liệu cán nó là carbon nha. Đây. Cái ren ốc này ren ốc 12 anh em. Ren ốc 12. Cần đẹp, cán đẹp lắm, cây này nó mới chát luôn á. Mới tinh à. Cây này anh em chỉ việc cái gì gắn đầu khung vô chơi thôi. Cây này mã 134 nha. Nặng 580 gram, ngọn đầu của nó 14,5, góc 26 nè. 134 giá 450. 134 giá 450 nha, 450.000. Tới 135 nè, cây này cây cần lua máy đứng nè. Khoan Fuji Six, ở khoan Fuji Six nha. Bass Fuji hãng Daiwa anh em. Made in China nha. Dài 2m1. Độ cứng ML, lua của nó là 2 đến 10 gram. Nó lua có 2 đến 10 gram mà sao đây để chữ ML, độ cứng ML ta. Cây này độ cứng tầm khoảng L thôi anh em ơi, trên đây độ kế độ cứng ML nè. Cây này nếu mà nó lua 10 gram thì còn khoảng ML thôi. Lực là 3 đến 8 lb. Cái ngọn này cũng mềm anh em, cái ngọn này cũng dịu. Khoan bass Fuji, cây này á thì em báo anh em luôn. Cây này nó như nó có bị gãy chút xíu đọt nè. Xong rồi nó gắn cái đầu bu vô nó quấn chỉ là xấu ghê chưa nè. Anh em giờ cái thể tháo này ra, tháo chỉ này ra, quấn chỉ lại rồi đi keo lại cho đôi thợ làm cho đẹp. Cây này em sẽ bán rẻ cho anh em, nói chung là nó bị gãy chắc cỡ 1-2cm thôi. Nhưng mà nói chung là bình, nói chung gãy bình thường anh em ơi. Gãy thì cũng chả ảnh hưởng gì khi câu hết. Tại nó bị sụp đầu bu rồi nó gắn lại sao á, nó gắn lại rồi mới quấn chỉ xấu quá. Cây này thì ngoại hình nó cũng có chạy nha anh em. Rồi cây này mã cho anh em là 135.
nặng 158 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 8,7. 135 này giá 600 rưỡi, giảm cho anh em còn 500 rưỡi. 135 này giá 500 rưỡi nha, 550.000. Cái 136 này cây cần lua mấy ngang anh em. Khoan Fuji, bát hãng, cán gỗ bừng nha. Cây này hãng bát bomber gì nè. Lực là 8 đến 14 lb, lua tầm khoảng 6 đến 16 gram thôi. Dài 1m8, độ cứng ML. Dài 1m8, độ cứng ML nha anh em. Cần đẹp. Cây này lua mấy ngang. Cây này cây cần lua mấy ngang nha. Lùi mấy ngang cho anh em đánh lóc nha. Rồi cái này mã cho anh em là 136 nè. Nặng 109 gram, ngọn 1 ly 9, góc 7,9 ly anh em. 136 này giá 400. 136 này bán cho anh em 400 nha. Cái 137 này cây cần ISO khoan lớn. Khoan hãng, bát hãng anh em. Khoan hãng, bát hãng, chất liệu cán là carbon nha. Cây này hãng Sofita. Sofita. Độ cứng 4m5 nè. Cây này Premium Edition. Đầu cứng 4m5. Chất liệu cán là chất liệu cần là carbon nha. Cần còn đẹp lắm, nó mới tinh nè. Cái này mã 137 nha. Nặng 316 gram, ngọn 1 ly 9, góc 21. 137 này bán cho anh em 400.000 thôi. Chất liệu cần là carbon nha, 137 giá 400 thôi, 400k. Tới 138 nè. 138 đây cây dây trong anh em, hãng Daiwa nè. Bát nó bát hãng. Cây này cây độ cứng 33m1 anh em, cây này Sea Power, Made in China nha. Khoan này khoan khoan đá xít nè. Cần dây trong. Cần dây trong đẹp lắm, mới tinh. Dài 3m1 thôi, độ cứng 30. Độ cứng 30 dài 3m1. Cây đẹp lắm nè. Cây nó mới tinh luôn. Cây này mã cho anh em là 138 nha. Nặng 317 gram, ngọn 2 ly 6, góc 15,6. 138 giá 450. 138 này bán cho anh em 450 nha. Tới 139 nè. Cây này cây cần hãng siêu ta nè. Chất liệu cần là carbon, dài 5m3 nha anh em. Ở trên đây nó để 5m40, 5m4 đúng không? Thực chất nó ghi là 5m3, anh em thấy rõ nè. Đó, len 5m3. Cái này dài 5m3 thôi nha anh em. Trên cần nó để 5m40 là 5m4, thực chất đúng của nó nó ghi 5m3 thôi. Trên cần ghi rõ luôn, nên anh em cũng đừng có thắc mắc nha. Đây. Tại sao trên đây ghi 5m40, 5m4 mà tại sao ghi đây 5m3? Đó, thì nói chung là anh em hỏi hãng giùm em, nó có ghi thông số rõ ràng. Khoan Fuji, bát Fuji. Độ cứng 2 5m3, chất liệu cán cần là carbon nha, chất liệu cần là carbon. Trời ơi, cần đẹp quá nè, nó mới tinh à. Rồi cái này mã cho anh em 139 nha. Nặng 340 gram, ngọn 1 ly rưỡi, góc 25. 139 này giá 450. 139 này bán cho anh em 450 nha, 450.000. Rồi tới mã 140 nè. Một cây cần 3 khúc. 3 khúc khoan Fuji Six. Chất liệu cần carbon 2 da sắn nha. Cây này hãng Shimano nè. Khoan Bass Fuji. Khoan Fuji Six carbon 2 da sắn. Đầu cứng 50, 3m3. Cây này cây Shimano Aros nha. Shimano Aros. Đầu cứng 50, 3m3. Đây. Nói chung cần cũng còn khá là ok đó nè. Đẹp, cây còn khá đẹp. Cây này mã 140 nha. Nặng 324 gram, ngọn 2 đi 3, góc 15,6. Mã 140 là giá 1.500.000 anh em, giảm còn 1.300.000 thôi. Mã 140 là bán 1.500.000, giảm còn 1.300.000 thôi anh em, 1.300.000. Rồi tới mã 141 nè. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này độ cứng 25, 4m5 nè. Made in China. Chất liệu cần là carbon nha. Cây này hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Cây này khoan hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Chất liệu cần là carbon.
khoan Fuji, bass Fuji. Ngoại hình cái này nó cũng, nói chung là nó cũng có chạy anh em, chạy khá nhiều á. Cái này mã 141 nha. Nặng 529 gram, ngọn 2 đi tư, góc 27, 141 giá 750, giảm cho anh em còn 600 thôi. 141 là giá 600. Tới 142 nè. Một cây cần ISO khoan nhỏ nha. Cây này cây cần hãng Nissin nha anh em. Hãng Nissin. Trên cần nó không để chữ Nissin em ơi. Đúng ở đây nó có để chữ Nissin ngay chỗ này nè, nhưng mà nó bị mờ, nó bay hết bà nè, nó bay hết mất chữ Nissin luôn. Độ cứng 2 5m4. Đó, 6 lóng, 06 này 6 lóng. Cái tem. Tem Nhật. Khoan Fuji, bass Fuji, độ cứng 2 5m4. Nói chung cần khá đẹp á, mới. Cần đẹp lắm nè, mới tình. Mới tình. Rồi cái này mã cho anh em 142 nha. Nặng 206,4 gram, ngọn 0.8, góc 16,3. Mã 142 giá 500. 142 giá 500, 500 ngàn. Tới 143 cái này cần lua mấy ngàn nè. Cây này dài 1m8, độ cứng ML nha, khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon nha. Đây. Nói chung cần mới, độ cứng ML, cây lua tầm khoảng 16 gram quay đầu thôi. Cây lua tầm khoảng 16 gram quay đầu thôi nè. 16 gram quay đầu thôi. Đây. Nói chung cần rất là đẹp, cây này lua mấy ngàn. Bass là bass vặn nha, vặn nha. Đó, nó sẽ đưa cái đầu chồi lên, anh em gắn cái máy vô đây nè. Đưa giờ sẽ anh em dặn nó xuống thôi. Dặn nó xuống nó sẽ kẹp cái này xuống nè, nó sẽ kẹp cái chân máy lại. Đó. Anh em thấy kẹp xuống không? Nó kẹp cái chân máy lại. Rồi cái này mã cho anh em là 143 nha. Nặng 161 gram, ngọn 2 đi 3, góc 8,9. 143 này bán cho anh em 400 ngàn. 143 giá 400. Tới 144 cái này cần máy đứng nè. Khoan hãng, bạch hãng, chất liệu cần là carbon. Made in China, hãng SSM nha. Cây lua nó 0.8 đến 10 gram, lực 3 đến 8 lb. Dài 1m6 nè, 1m8 chứ, dài 1m8 nè. Cái này dài 1m8 nha, chất liệu cần là carbon. Đó, dài 1m8, chất liệu cần là carbon nha. Đây. Cần đẹp, cây này nó mới tinh nè. Cây này mã cho nên 144 nha. Nặng 104 gram, ngọn 1 ly 4, góc 8 ly. 144 này giá 400, giảm cho anh em còn 350 thôi. 144 này bán cho anh em 350.000. Đến 145 này cây gần lua máy đứng anh em. Khoan Fuji bát hãng nè, lua máy đứng nha. Chất liệu cần là carbon. Made in Korea nè. Cây này độ cứng M, dài 1m8. Lua cây này tầm khoảng 18 gram quay đầu. Khoan bát Fuji nha anh em. Khoan Fuji bát thẳng chứ, em nhầm. Khoan Fuji bát thẳng, đây. Cần đẹp. Tại cái tại em buộc băng keo anh em. Anh em nhìn trên hình thì nó hơi cong đúng không? Không có đâu, anh em tháo hai cọng thun này ra nó cực thẳng từng cái ngọn à. Tại em buộc lại nó ốp vô anh em, nó làm cong cái ngọn rồi chứ. Tháo cái này ra là nó không có cong nha. Nó thẳng lắm, ngọn thẳng. Cái này mã 145 nha. Nặng 98 gram, ngọn 1,7, góc 8,6. 145 giá 400. 145 giá 400 ngàn. Tới 146 này cây gần lua mấy ngang anh em. Khoan nó khoan inox, bát hãng, cán gỗ bần. Đó. Dài 1m68, 1m65. Chất liệu cần là carbon. Dài 1m65 nha, chất liệu cần là carbon. Mã 146, lua cái này tầm khoảng 15 gram quay đầu thôi. Cây lua tầm khoảng 15 gram quay đầu thôi anh em. Cận dùng khá là ngon á. Đây. Nói chung cận đẹp lắm. Mã 146 nha. Nặng 91 gram, ngọn 1 ly 8, góc 8,5 ly. 146 này giá 230. 146 này bán cho anh em 230 ngàn nha. Rồi tới 147 là cần lua mấy ngang nè.
Khoang buji, bát buji nha, chất liệu cần là carbon. Khoang bát buji, chất liệu cần là carbon nha, dài 1m8 thôi. Đầu cứng ML nha anh em, hãng SSM. Cái này Winter Tit anh em. Cần này còn đẹp lắm. Cái này nó mới tinh nè. Đây. Tổng thể đây. Cây lua tầm khoảng 15 gram thôi, 15 16 gram quay đầu anh em. Cây lua tầm độ cứng ML mà, lua tầm khoảng 15 16 gram thôi. Nói chung cần rất là đẹp anh em ạ. À. Cái này mã cho em 147 nha. Nặng 160 gram, ngọn 2 ly, góc 9 ly. 147 giá 400 ngàn. 147 giá 400 ngàn anh em. 400 ngàn. Đó. Rồi. Anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Lấy cái nào cứ alo trực tiếp cho em. Rồi cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.